Chó đá nhả ra vàng. Chú Út này, nhà chú có mỗi mình chú, cần gì phải nhiều thóc gạo. Còn nhà tôi thì còn chị dâu chú và các cháu nữa. Cho nên tôi sẽ lấy 7 phần, chú 3 phần. Chú nghĩ thế nào hả? Dạ, thế cũng được ạ. Phải như vậy chứ. Bán cả chỗ lúa của chú Út rồi mà cũng chỉ dư giả ra một ít. Được thêm những 50 đồng rồi mình còn cằn nhằn gì nữa. Xin hỏi có ai ở nhà không? Giờ này còn ai gọi gì nữa vậy? Lão có chút việc đi ngang qua đây. Trời tối lại mưa to quá. Cho lão xin một bát cháo lót dạ. Của nã đâu mà cho ông? Ông đi đi. Xin anh hãy rủ lòng thương. Nhà tôi không thừa lòng thương cho người dân. Ông đi đi cho. Xin hỏi có ai ở nhà không? Dạ, ai đấy ạ? Xin anh hãy rủ lòng thương cho chút việc đó lót dạ. Đau đớn quá. Dạ, mời cụ vào đây kẻo mưa lạnh. Cảm ơn anh. May mà có anh, không thì chắc lão chết vì đói lả và mưa rét. Giờ cũng muộn rồi, lão xin cáo từ. Giờ cũng khuya rồi, trời lại mưa rét. Cụ cứ nghỉ tạm ở nhà cháu một đêm, sáng mai hãy lên đường sớm ạ. Vậy phiền anh cho lão tá túc một đêm, anh tốt bụng quá. Mời cụ nằm nghỉ trên này ạ, còn cháu sẽ rải rơm phía dưới nằm cũng được. Anh nhường giường cho tôi thế này. Tôi ngại quá. Cụ ơi, cụ già yếu, nằm đất lạnh làm sao chịu nổi. Cháu khỏe, cháu ngủ dưới này không sao. Cháu trai, mau dậy đi. Cụ dậy rồi ạ. Ta có món quà dành cho con. Quà ư? Quà gì thế ạ? Nào, đừng nói nhiều nữa. Mau đi theo ta, kéo trời sáng. Trong miệng con chó đá này ngậm rất nhiều vàng bạc, con hãy lấy đi. Nhưng mà cụ ơi, sao cụ lại... Ta thấy con nghèo mà tốt bụng, tấm lòng đó thật đáng trân trọng. Số vàng này coi như ta đền đáp tấm lòng của con hãy nhận đi. Nhưng con phải nhớ, mỗi ngày chỉ được lấy một thỏi vàng và không bao giờ được kể lại với ai về sự việc ngày hôm nay. Thì ra là tiên ông đã giúp đỡ. Con xin vâng lời, con sẽ không kể lại sự việc này cho ai biết. Ôi, vàng, vàng thật này mình ạ. Chú Út này, nhà chú nghèo thế, tiền còn chả có, lấy đâu ra nhiều vàng thế này. Mau nói cho anh biết với. Anh chị cứ nhận đi, em giờ nhờ có lộc nên có chút tài sản. Còn nguồn gốc của nó, em không thể nói ra được. Thôi, em xin phép về. Lạ thật mình ạ. Chú Út nghèo thế thì lấy đâu ra tiền nhỉ? Nhẽ nào chú ấy đào được vàng? Hay là vợ chồng mình thử rình xem thế nào? Mình nói đúng, tôi cũng thấy đáng nghi. Chúng ta thử theo dõi chú ấy xem sao. Quá ra là vậy. Mau vào lấy vàng đi mình ơi. Phen này vợ chồng mình giàu to rồi mình ạ. Ôi mình ơi, đau quá. Tay tôi cũng bị kẹt cứng rồi nè, không ra được. Thả ra, thả ra. Đừng tốn công vô ích. Kết quả hôm nay là quả báo cho những người tham lam ích kỷ. Không, không, không. Thỏ trắng và Tanuki. Ngày xưa, có một lão nông hiền lành sống cùng với vợ ở dưới chân núi cao. Hai người hàng ngày chỉ bầu bạn với chú thỏ trắng mà trước kia họ đã cứu nó khi bị thương. Họ cưu mang và yêu thương nó như con cái trong nhà. Lần đó, ông lão đang ở ngoài ruộng làm đồng. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ông định rảo bước về nhà. Ôi, đau quá, đau quá. Có tiếng gì vậy nhỉ?
Ôi, đau quá. Thì ra là một con tanuki, hình như nó bị thương mất rồi. Tội quá. Cứu tôi với, tôi đau quá. Tôi bị thú rừng đuổi nên mới bị thương và lạc tới chốn này. Cứu tôi với. Được rồi, ta sẽ mang ngươi về. Vợ ta rất khéo tay, bà ấy sẽ chăm sóc cẩn thận cho vết thương của nhà ngươi. Ông lão mang con tanuki về nhà, chữa trị vết thương và chăm sóc nó giống như là con của mình vậy. Một thời gian sau, chân con tanuki đã khỏi, nhưng vì thương nó còn yếu ớt nên ông lão vẫn để nó sống tại nhà mình. Còn ở nhà, ông đi lên rừng kiếm củi kẻo đến mùa đông lại không có củi sưởi ấm. Chân con vẫn còn nhức, đi lại nhớ cẩn thận nha. Bà và thỏ trắng vừa xuống chợ, chắc lát sẽ về thôi. Vâng, con nhớ rồi thưa ông. Thời cơ đã đến rồi, mấy ngày nay chui rút trong một túp liệu này chán chết, mình phải trở về rừng thôi. Nhưng trước khi về, phải kiếm lấy ít lương thực tích trữ đã. Mình thật là thông minh, mình cứ giả bộ bị thương nặng mà ở đây, vừa có chốn dung thân, lại được ăn no ngủ kỹ, đêm đến lại được trộm lúa khoai nữa chứ. Đúng là món mình thích mà. Sau khi mình trở về rừng, rổ khoai lúa này có khi ăn dần đến cả tháng. Đã phải vất vả đi kiếm ăn. Chuyện gì thế này? Ô, ruộng khoai của tôi sao lại thế này? Chẳng lẽ có con thú nào từ rừng vào phá ruộng của chúng ta sao? Chết rồi, hình như ở mình hơi quá tay. Chúng ta phải đan những tấm nan to để chắn bọn thú rừng này. Lúa sắp chín, khoai sắp thu hoạch rồi. Cứ để thế này, e vụ này ta sẽ mất mùa mất. Qua mình lỡ tay quá nên đào nhiều khoai lúa, hôm nay dừng một buổi nghỉ, kẻo bị phát hiện thì rắc rối lắm. Nhưng mình phải tích trữ đủ lương thực để còn về rừng nữa chứ. Thôi chết. Ôi may quá. Hả? Con tanuki kia trốn tránh đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ... thì ra chính ngươi là kẻ ăn trộm phá ruộng của ông bà. Ngươi đúng thật là kẻ ăn cháo đá bát mà. Phải gọi ông dậy bắt tại trận cho nó hết đường chối cãi. Ngon quá. Củ này nhỏ thì chén luôn, củ to kia thì để dành. Ta bắt được ngươi rồi nha, tên trộm này. Con xin ông tha cho con. Từ giờ con sẽ không dám ăn trộm của ông nữa. Lời nói của ngươi giờ không đáng tin một chút nào. Theo ta về nhà, ta sẽ cho ngươi thấy kẻ vô ơn không bao giờ có một kết cục tốt đẹp đâu. Cứ để nó ở đây, tôi ra đắp lại đống đất nó vừa phá, lát tôi về xử lý. Bà nhớ không được thả nó ra đâu đấy. Tôi biết rồi mà. Ôi, đau quá. Bà ơi, tôi đau quá. Bà có thể nới lỏng dây trói ra giúp tôi một chút được không? Tôi đau thật mà. Bà yên tâm, tôi không làm hại bà đâu. Tôi bị trói chặt thế này rồi còn gì. Được rồi, ta chỉ nới lỏng dây ra cho ngươi một chút thôi nghe chưa. Ôi trời ơi. Muốn trừng phạt ta bằng cách này không dễ thế đâu. Anh kìa, anh tanuki, đợi tôi với. Đợi tôi với. Đợi anh, để anh bắt tôi về cho ông bà ấy hả? Tôi không dạy đâu nha. Dừng lại, tôi không bắt anh đâu. Tôi chạy theo anh đấy chứ. Tôi cũng bị ông bà ấy đuổi đi rồi. Hả? Sao anh cũng bị đuổi đi Anh định lừa tôi à? Anh tanuki ơi, oan cho tôi quá à. Vì giúp anh, tôi đã dúi cho bà lão ấy ngã thêm một cái nữa. Nếu không bà đã gọi ông về bắt anh rồi. Chính vì vậy, họ cầm gậy đuổi tôi đi ra khỏi nhà rồi. Hả? Cái gì? Giúp tôi Đúng vậy, họ nghĩ tôi cùng phe với anh. Giờ tôi không có nhà cửa, không có ai ở cùng. Ở trong khu rừng rộng lớn mênh mông thế này, tôi sợ quá à. Anh có thể cho tôi theo cùng được không? Anh nói thật không? Thật mà, chúng ta đã từng chơi thân với nhau như thế nào, anh rõ mà. Mà nè, để trả thù họ,
Tôi nghĩ chúng ta nên đi kiếm một đống củi thật to, sau đó phải đốt cả túp lều của ông bà đi mới hả giận được. Anh nghĩ sao? Nghe cũng được đấy. Vậy được, chúng ta đi thôi. Thế này là đủ rồi nhỉ? Nhưng tôi nhỏ con quá à. Anh phát đống củi này nha. Còn tôi, lát tôi phải giữ sức, sẽ lục tung cái đống ruộng lúa với khoai kia đi cho bỏ tức. Được đấy, không ngờ anh cũng cùng chí hướng với tôi. Biết thế, trước đây tôi rủ anh đi ăn cùng rồi. Giờ tôi phát củi, anh chuẩn bị tinh thần phá ruộng đi. Để tôi phụ anh, phải buộc chặt đống củi này vào người anh, như thế mới không bị rơi anh ạ. Ôi, vậy mà nhiều thế, nặng quá. Thế thì mới đủ để nấu hết lúa khoai ở ruộng kia chứ. Có tiếng gì ồn màu ấy nhỉ? Tôi đang thu nhặt đồ nghề để phá hết đám lúa kia cho bỏ tức ấy mà. Khá lắm, hợp ý ta đó. Chúng ta cùng phá hết đám ruộng ấy cho ông bà ấy chết đói đi. Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Biết thế này trước kia, ông bà để cho người chết giữa đường đi, cứ phải làm gì chứ. Cho người chết này. Có mùi gì ấy nhỉ? Chắc nhà nào đang nướng thịt ấy mà. Nóng quá. Sao củi lại bị cháy thế này? Cứu tôi với. Thôi ơi, cứu tôi với. Củi cháy rồi, cứu tôi với. Ông bà đã cứu anh, vậy mà anh lại trả ơn ông bà bằng cách phá hoại ruộng lúa ư? Anh tưởng tôi cũng giống anh ư? Anh nhầm rồi, tôi chỉ đang trừng trị anh mà thôi. Nóng quá, con thỏ trắng kia. Ta mà thoát được, ta sẽ giết chết nhà ngươi. Đau quá, rát quá. Đó là kết cục của những kẻ vong ơn bội nghĩa. Đừng bao giờ quay lại đây nữa, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Kể từ đó, con Tanuki không dám bén mảng lại gần ruộng lúa cũng như nhà ông bà nữa. Một phần vì xấu hổ với ông lão, một phần nó cũng sợ sẽ bị thỏ trắng thông minh kia trừng trị một lần nữa. Và rồi cuộc sống vui vẻ lại trở lại với thỏ trắng và vợ chồng ông lão nhân hậu kia bên những vườn khoai lúa đầy ắp. Con ngựa xám. Ngày xưa, tại một làng dân da đỏ du mục, có một bà cụ sống cùng với người cháu trai nghèo. Họ ở trong túp lều sập sệ và nhặt nhạnh những gì người khác bỏ đi để mưu sinh. Bà ơi, chắc bà cháu mình lên đường thôi. Những người trong làng họ đi được một lúc rồi. Bà xong rồi đây. Mà lần này chuyển đi đâu hả cháu? Lần này lại du mục lên mạn núi phía tây bà ạ. Bà xem, con ngựa này cũng khốn khổ như bà cháu ta. Hãy cho nó gia nhập vào gia đình mình nhé bà. Ít ra nó còn có thể mang giúp ta ít đồ đạc. Cháu nói phải lắm. Nào, hãy uống chút nước đi. Chúng ta còn phải đi một quãng đường dài đó. Có ngựa xám cùng đi, hai bà cháu lần đầu tiên đuổi kịp bộ lạc, kịp dựng túp lều tạm ở bìa làng trước khi trời tối. Trong đám trâu sống ở rừng này, có một con nghé hoa. Tù trưởng đã tuyên bố sẽ gả con gái cho người nào lột được da con nghé. Ngày sớm mai, cuộc săn nghé sẽ chính thức diễn ra. Cơ hội này nhất định không thể bỏ qua. Tôi sẽ chuẩn bị con ngựa tốt nhất để đi săn con nghé đó. Mình cũng sẽ thử sức, dù chỉ là với chú ngựa già yếu này. Xem ai kìa, dũng sĩ Sam đi săn trâu trên con ngựa mới đẹp làm sao. Mặc kệ kẻ nghèo rớt, bất tài đó, mau tiến hành cuộc săn đấu này thôi. Anh đừng buồn, ta sẽ giúp anh. Trời, ngựa có thể nói sao? Điều quan trọng bây giờ là anh hãy làm đúng những lời ta dặn. Khi cuộc săn bắt đầu, anh nhớ lùi lại sau mọi người là được. Ngựa hết sức kinh ngạc, nhưng chàng trai nghèo vẫn làm theo những lời ngựa xám dặn. Họ đều có những con ngựa khỏe nhất, nhanh nhất. Làm sao ta có thể đến trước được khi còn chạy sau họ nữa chứ? Ngựa xám phục biến thành chú tướng mã tuyệt đẹp. Chẳng mấy chốc,
nó đã đưa chủ nhân đến bìa rừng bên kia, lãnh địa của nghé hoa. Bộ lông nghé hoa cuối cùng đã thuộc về chàng trai nghèo. Anh hạnh phúc chia sẻ với bà về chú ngựa xám kỳ diệu đã mang về chiến thắng cho mình. Ngựa cũng đẹp đấy, nhưng tù trưởng còn lâu mới gả con gái cho chú mày. Ông ấy chỉ muốn một trong số bọn ta, những trai tráng dũng mãnh nhất thắng cuộc thôi. Mày đã bao giờ tham gia trận đánh nào với bọn ngoại tặc xâm lấn bộ lạc chưa hả? Và mày có gì ngoài con ngựa này hả? Đến manh áo trên thân cũng trách bươm. Liêu hồn đấy, nhỏ nhép mà dám qua mặt con này. Chắc cháu không đem bộ da nghé đến nhà tù trưởng nữa đâu bà. Ta sẽ nói cho anh cách để chứng tỏ anh là một dũng sĩ can đảm, có khả năng bảo vệ bộ lạc. Sáng mai sẽ có một đám người đến tấn công bộ lạc của anh. Hãy cưỡi trên lưng ta, dùng tên bắn trúng thủ lĩnh và hai phó lĩnh. Chỉ như vậy thôi, nếu anh bắn hơn, anh sẽ hối tiếc đấy. Hôm sau, mọi việc xảy ra y như lời ngựa xám. Mới sáng sớm, bộ lạc đã bị tấn công ồ ạt. Chúng ta còn chưa phân công lại đội ngũ tự vệ, mọi người mau tháo chạy đã. Đúng thế. Chàng trai nghèo vô cùng hãnh diện với chiến công của mình. Anh quên đi mất lời ngựa xám dặn dò. Ta đã hạ được 3 tên cầm đầu, có gì không hạ hết những kẻ còn lại? Cơ hội để ta chứng tỏ sức mạnh với đám trai làng hống hách kia là đây. Đám người xâm chiếm cuối cùng cũng rút lui, nhưng ngựa xám đã nằm xuống, khiến chàng trai trẻ đau xót vô cùng. Anh đã làm trái lời tôi dặn rồi, nhưng anh rất tốt với tôi, không bỏ mặc khi thấy tôi là con ngựa già yếu, nên tôi không đành lòng bỏ anh. Việc vừa rồi anh định hạ hết đám người Sion để chứng tỏ sức mạnh chẳng đúng chút nào. Sức mạnh đến từ đầu óc và trái tim anh kìa. Cái đó mới khiến người khác thán phục anh. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tất cả số ngựa này thuộc về anh. Hãy tự tin đến hỏi cưới con gái tù trưởng. Cảm ơn ngựa nhiều lắm. Chàng trai nghèo cuối cùng đã lấy được con gái tù trưởng và chứng tỏ bản lĩnh mạnh mẽ để trở thành người đứng đầu bộ lạc tương lai. Chiếc vĩ kéo thần kỳ. Ngày xưa, ở vùng đất Tát Ca Trù Phú do vị thần Morit cai quản, có chàng trai Lát Xê nổi tiếng nhờ tài kéo vĩ cầm. Cậu ấy chơi đàn hay quá, hãy thưởng cho cậu ấy thật nhiều tiền. Mẹ ơi, con đã về rồi đây. Mẹ ơi, hôm nay mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ thấy người ngày một suy yếu. Có lẽ lần này mẹ khó qua khỏi rồi. Kìa mẹ đừng nói vậy. Mẹ phải ở lại vui sống cùng con. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua thuốc về chữa cho mẹ mà. Con đã vì mẹ mà tiêu tốn bao nhiêu tiền của đi mời thầy thuốc ở khắp nơi, vậy mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Có lẽ lần này mẹ không tránh được số trời rồi. Mẹ đừng lo, con sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho mẹ mà. Thưa thật Morit, mẹ của con đang lâm bệnh nặng mà không phương thuốc nào chữa khỏi. Xin thần hãy chỉ cho con cách có thể cứu được mẹ con qua cơn bão bệnh. Để trả ơn ngài, con xin dâng thứ quý giá nhất của con cho người. Đó là chiếc vĩ cầm mà con vô cùng yêu quý. Hỡi chàng trai, trái tim hiếu thảo của con đã lay động tới tận trời cao. Con hãy giữ lấy chiếc đàn của mình, bởi nó sẽ là vật cứu sống sinh mệnh của mẹ con. Hả? Người nói sao? Cây đàn này sẽ giúp chữa bệnh cho mẹ con ư? Đúng vậy. Con hãy đi về phía nam, nơi thảo nguyên trải dài với đồng cỏ xanh non mơn mởn. Đàn ngựa trời thường bay tới thảo nguyên ăn cỏ. Tại đây, con hãy tới gặp Ari, người trông coi đàn ngựa, để xin lông đuôi ngựa trời làm vĩ đàn. Mẹ con nghe được tiếng đàn tự khắc sẽ khỏi bệnh. Ôi, vậy là có cơ hội cứu sống mẹ con rồi. Con xin đổi ơn người ạ. Tuy nhiên, con phải cẩn thận với tên Ari. Hắn là người gian xảo, có thể gây khó dễ cho con.
Dạ, con xin ghi nhớ lời người. Một chú chim non rơi khỏi tổ, thật tội nghiệp. Ngoan ngoãn nằm đây nha, giờ thì ta có thể yên tâm lên đường rồi. Tạm biệt chim nhỏ. Chim nhỏ tặng ta để cảm ơn đó ư? Cảm ơn vì món quà đáng yêu này nha. Cuối cùng cũng đến được thảo nguyên, giờ mình phải tìm đàn ngựa trời mới được. Không biết chúng ăn cỏ ở đâu. Sao đi tìm mãi mà không thấy đàn ngựa đâu nhỉ? Ta thử đi tiếp ra đằng kia xem sao. Chẳng lẽ đàn ngựa trời không còn ở đây ư? Liệu hy vọng chữa bệnh cho mẹ có bị phục thác như những vì sao kia? Trời ơi, là đàn ngựa thần. Vậy là có hy vọng chữa khỏi bệnh cho mẹ rồi. Thưa ngài, có phải ngài là ngài Ari không ạ? À? Đúng, ta chính là Ari. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Thưa ngài, tôi là Lachse, người chơi đàn vĩ cầm vùng Thác Ca. Mẹ tôi đã bệnh lâu ngày mà không thuốc nào chữa khỏi. Tôi được thần Morit khuyên rằng, nếu mẹ tôi được nghe tiếng đàn vĩ cầm, được kéo bằng chiếc vĩ làm từ lông đuôi ngựa trời, sẽ tự khắc khỏi bệnh. Bởi vậy, hôm nay tôi đến đây để xin ngài một ít lông đuôi ngựa trời. Mong ngài sẽ đồng ý. Ra là vậy, ngươi quả là người con trai có hiếu. Chờ ta một chút, ta sẽ lấy cho ngươi. Đội ơn ngài đã ban ơn ạ. Tài không đến mà dám đòi lông đuôi ngựa thần. Mà ta vốn không ưa gì lão Bồ Rít, lúc nào cũng ra vẻ cao cả ban ơn. Đã thế ta sẽ lừa tên lách xe này một vố. Ông ấy có vẻ là người tốt đây. Sao thần Bồ Rít lại bảo ta phải đề phòng chứ? Ôi, cuối cùng thì bệnh của mẹ có thể được cứu rồi. Mẹ ơi, con sẽ kéo lên một khúc nhạc bằng cây vĩ kéo thần diệu này. Khi nghe xong, mọi bệnh tật của mẹ sẽ tiêu tan. Mẹ có thấy trong người đỡ hơn không? Mẹ thấy vẫn thế con à. Người vẫn đau nhất, mỏi mệt lắm. Tại sao chứ? Hay cho mình kéo chưa được hay? Mình phải thử lại mới được. Lần này thì sao mẹ? Tiếng đàn của con rất hay, nhưng mẹ không thấy có thay đổi gì trong người cả. Bệnh của mẹ chắc không chữa được rồi con ạ. Sao lại như vậy chứ? Không lẽ chiếc vị kéo thần này cũng không thể cứu được mẹ sao? Chàng đã xe thân yêu, chàng đã bị tên Ari lừa đưa cho lông đuôi ngựa thường. Để lấy lông đuôi ngựa trời, chàng hãy dùng cọng rơm ta tặng chàng thả vào bầu nước của tên Ari. Hắn sẽ ngủ say mê mệt trong ít phút. Trong lúc hắn ngủ, chàng hãy tranh thủ lấy lông đuôi ngựa trời. Sợi rơm kỳ diệu mà chú chim tặng sẽ giúp ta lấy được lông đuôi ngựa thần ư? Tin vào lời mộng báo, Lachse lại tức tốc lên đường với hy vọng lấy được lông đuôi ngựa thần về cứu chữa cho mẹ. Tranh thủ hắn không để ý, mình phải ra tay ngay mới được. Được rồi, hy vọng sau khi uống nước, hắn sẽ ngủ mê mệt. Cuối cùng hắn đã lăn quay ra ngủ, ta phải hành động ngay mới được. Chết rồi, ta đã làm kinh động đàn ngựa thần. Cái đầu của ta sao đau như búa bổ. Lachse, sao ngươi lại ở đây? Ngươi còn dám tự ý cắt lông đuôi ngựa trời ư? Thật to gan. Bằng mọi giá, ta phải giữ được lông đuôi ngựa thần. Đây là niềm hy vọng duy nhất để cứu chữa cho mẹ khỏi bệnh. Lachse, đứng lại mau, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Lachse, chàng hãy yên tâm, tên Ari sẽ không thể nào đuổi kịp chàng đâu. Lũ chim chết tiệt này, đau quá. Thật may mắn làm sao, nhờ đàn chim cứu giúp mà ta đã thoát khỏi tên Ari. Thank you.
tự nhiên mẹ thấy trong người thư thái, khỏe mạnh trở lại rồi. Dường như mọi bệnh tật đều tan biến khi nghe tiếng đàn của con. Ơn trời, mẹ đã qua khỏi cơn bão bệnh. Đây quả là cây vị kéo kỳ diệu. Ta phải đem nó đi cứu chữa cho những người đang khốn khổ vì bệnh tật dày dò ngoài kia. Nhờ tiếng đàn của mình, chàng trai lá xê đã cứu khỏi bệnh cho bao người dân vùng Tát Ca. Chàng được mọi người tôn vinh và ngợi ca đến muôn đời sau. Những mẫu giấy vẽ hình trái tim. Phim dựa trên câu chuyện có thật của cô bé Elena sống tại Cincinnati, Ohio, Mỹ. Elena, Grace, vào ăn cơm thôi các con. Dạ vâng, chúng con vào ngay đây ạ. Ngon quá, là món bánh quy em thích kìa Grace. Còn đó là món súp bí ngô chị thích. Cảm ơn mẹ vì món bí ngô. Cảm ơn mẹ vì món bánh quy. Món bí ngô vàng sánh nè. Còn bánh. Elena, con làm sao thế này? Tôi rất tiếc phải thông báo cho gia đình tin này. Cô bé Elena đã mắc phải DIP, bệnh ung thư não đặc biệt nguy hiểm ở trẻ em. Ung thư não ư? Nó có thể được chữa khỏi chứ? Công nghệ khoa học ngày nay rất phát triển rồi mà, đúng không bác sĩ? Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị. Bệnh phát triển trong tế bào gốc của não nên không thể phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Cô bé sẽ dần dần mất đi những khả năng vận động cơ bản, mất giọng nói, rồi tê liệt từng phần. Bác sĩ tiên lượng Elena chỉ có thể sống thêm khoảng 3 tháng nữa mà thôi. Sao nó có thể bỏ chúng ta mà đi nhanh như thế được hả anh? Từng phút, từng giây của Elena bây giờ thực sự quý giá. Và chúng ta không thể lãng phí bất kỳ giây phút nào của con nữa. Chúng ta sẽ dành hết tất cả thời gian còn lại để con được vui vẻ nhất. Elena và Grace sẽ không biết chuyện này, được không em? Cha, hôm nay nắng thật là ấm. Con sẽ được về nhà với Ray phải không mẹ? Tất nhiên rồi, con chỉ còn một vết sưng nho nhỏ thôi. Nó sẽ khiến con hơi khó nói một chút, nhưng bác sĩ nói sẽ sớm hết thôi. Và bác sĩ đã đồng ý cho con về nhà. Thật tiếc. Charlie, nằm yên nào. Elena, con thích đọc sách gì nào? Rich. Dạ, cuốn truyện có vẻ hay đấy. Con muốn mua cho em Rice ư? Con thấy tập giấy note này xinh chưa này? Mẹ sẽ mua cho con để con vẽ vào đây những gì con muốn, những gì con thích làm, được chứ? Ta-da! Súp bí ngô siêu phẩm của mẹ dành cho Elena Hade. Con bé vẫn luôn mong muốn có thể khiêu vũ với bố tại đám cưới. Chúng ta sẽ thực hiện mọi điều ước của con bé. Ba tháng sau.
em này, anh thấy một mẫu giấy Elena vẽ trong túi quần của anh. Là của Elena. Con cũng thấy một bức vẽ của chị Elena vẽ. Nó được kẹp trong con thỏ bông nè. Grace, hãy ngoan và nghe lời bố mẹ khi không còn chị bên cạnh nhé. Elena gửi lại lời nhắn cho chúng ta, cho cả Ray nữa. Con bé biết mình sẽ ra đi ư? Cảm ơn bố vì đã khiêu vũ cùng con. Yêu bố. Cảm ơn con. Đó sẽ là kỷ niệm thật đẹp của bố. Con yêu mẹ. Những ngày sau đó, chúng tôi thấy những mảnh giấy hình trái tim ở khắp mọi nơi trong nhà, nhiều đến nỗi đầy cả ba chiếc hộp lớn. Đến tận 2 năm sau ngày Elena mất, cả nhà vẫn tìm được những mảnh giấy như thế. Những mảnh giấy này là cách con nói với chúng tôi rằng mọi thứ sẽ ổn mà thôi. Mong rằng nhiều năm sau nữa, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy chúng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!